xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với ván đấu giữa anh đeo kính và cô gái. Sau pha đề ba của anh đeo kính, cô gái lấy ra cho mình một chiếc khay siêu to khổng lồ. Để đối đầu với anh, cô gái đẩy khay về trước và ăn cho mình bi 12. Anh đeo kính bất ngờ rơi vào thế khó, buộc phải gọi sự trợ giúp. Trong lúc chờ đợi người thân anh đeo kính đến, cô gái liền đưa bi 11, bi 14 và bi 15 rớt xuống lỗ. Anh đeo kính sốc toàn tập không cầm chắc được điện thoại. Còn cô gái vẫn tiếp tục màn trình diễn của mình, ba bi tiếp theo rớt lỗ. Đến bi 8, cô gái còn bó nút một màn quay khay trước khi đưa bi cái bốc đầu và đẩy bi 8 vào lỗ. Mãi đến lúc anh đeo kính thua trận, thì đồng đội của anh mới tới.